Đâu biết trước được điều gì, mấy ba đâu biết trước được cái điều đó xảy ra đâu. Nếu mà ba biết trước mà người ta quên mình á, thì ba bây giờ ba bán mấy cái bột này không bán bột kia nữa. Hồi xưa bán là 3721 vậy cho lẹ nên là mới mất khách. Rồi bắt đầu 2018 mấy ba mới làm bột này, bột bánh bông lan này, thì khách mới lại quay lại với ba, thì chỉ có mối thôi. Một ngày bán được 50-70 cái, chậm 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 là bán được 20-30 cái, mà trung bình là được 40-50 á. Không nghĩ là đó, không biết. Hồi nhỏ thì không, nó nhỏ gì mới hồi xưa á. Ở nhà trời mưa nè, miếng mùi nè, trời mưa. Rồi ở nhà có gì là làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn, mấy đứa cháu nó nhà. Ở nhà có 20 đứa cháu ở nhà. Rồi làm cho nó ăn. Ăn thấy cũng được nên thôi ra bán chơi luôn. Vừa bán vừa chơi vừa giết thời gian, nhưng mà không ngờ kinh báo hả? YouTube. Không, ba hồi xưa là báo, hồi xưa là bà báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, kênh 14, kênh Sài Gòn, Footy, Danh Niêu, Tuổi Trẻ, thì nó lại quay nhiều quá thì bé ba mới đủ tiền đi Thái Lan. Thì là cái năm 2015 á là năm để đời của bé ba. Thì bé ba lại mới nói đó, phụ huynh mà hỏi là chị ăn mối của em mà lúc mà thằng nhóc nhỏ mới có 1-2 tuổi, mà nhóc nhỏ giờ 4-5 tuổi, 5-6 tuổi mà đi học luôn, thì mọi người nghĩ đi là khách của bé ba ăn là cỡ nào đó. Từ mà bột dở cho nó bột ngon mà khách vẫn không bỏ. Vì cái bánh Sài Gòn này chỉ có mình bé ba bán thôi, cái công thức của bột này là chỉ mình bé ba bán thôi chứ không có ai bán hết. Một cái là bao nhiêu tiền? 15.000, hai cái vậy là 30 nha. Một cặp ức lại là 30. Dạ thì bánh ngắn là cặp mà nè, như vậy là 15.000 nha mọi người, như vậy là 15.000 nha. Có cái gì ở nó có xúc xích, trà bông, pate, phô mai, là hộp cẩm á. Đây, quay lại lần nữa nè. Đó, xúc xích, pate, trà bông, phô mai, dạ. Vậy là bé ba là từng nổi tiếng một thời trên báo chí. Nhưng một... mà lúc đó là trên YouTube. Hồi chưa, hồi xưa làm gì có YouTube. Hồi xưa hiếm lắm có YouTube. Hồi xưa bé ba là được mời đàng hoàng nha. Được mời và được hỏi ý kiến trước, rồi được lên báo và được giấy công nhận, như là Vào Vệ Thế nè, Khơm Mao nè, Bước Ánh Sáng nè, nói chung là nhiều lắm. Không có nhớ hả? Có lên Khơm Mao rồi, Khơm Mao phần 1, phần 2 luôn, tập 9 với tập 6 luôn. Bấm mấy ba bánh gán là ra liền gì. Không có biết là và là trước khi mà đi chuyển giới á, mà thì sau mà khi chuyển giới về mình bán lại á thì khách có nó vẫn đông hơn, nó vẫn đông tại vì mấy ba đang hot cái thời đó mà. Nên là đi chuyển giới đi có nửa tháng thôi rồi về Vĩnh Hương thêm 10 ngày nữa. Rồi sợ lúc đó ba ham tiền, ba ra bán liền luôn. Hồi xưa bán là làm 3721, làm cho đẻ, làm cho đùa, làm ẩu, làm tả không. Bị người ta nói quá trời dập đó đó, mà không có biết, chỉ biết lấy tiền thôi. Nhưng mà sau này thì ba lại chi ơn lại khách, là ba lại là nhập tâm vào cái bánh hơn. Bây giờ có show hay là có tiệc tùng đi hát, ba cũng không đi hát nhiều. Ba hai có nghĩ ba đi hát đó, chứ ba đâu có nghĩ, ba nhập tâm vào cái chảo bánh nhiều hơn. Là ai ăn quay lại là sẽ ngon hơn hồi xưa là nhiều. Là lúc mình cái thời mình đang nổi tiếng thì dạ, mình công nhận là mình làm lúc đó làm ẩu, thực sự là rất là ẩu. Làm 3721 làm cho lẹ, làm cho đại, để cho bán cho nhanh. Nghĩ đi, một ngày mới 2-3 triệu và bây giờ mới 3 lời chỉ 300-400 ngàn thôi. Nó gút lại gước là nhiều, nhưng mà 300-400 ngàn này á mới ba rất là quý. Tại vì khách người ta là khách mối, khách quen rồi, nên là mới rất là trân trọng những khách mà bây giờ hiện tại. Dạ. À, lúc đầu thì đi chuyển giới là vòng 1 là 45 triệu đến 50 triệu. Là đi từ 6 đến 7 ngày. Vòng dưới là cho 85 đi. Rồi tiền dưỡng hương nó là 90-95. Thì mình cộng lại gần 150 á. Cộng lại gần 150. Không, đi từng đợt. Tại vì cái lúc đó thì làm sao mà có 100 mấy chục triệu mà đi được. Đi từng đợt là đi vòng 1 trước. Là đi Thái Lan vòng 1 trước vừa đủ tiền thôi. Lời trong vòng nửa tháng thì mình nghĩ đi, một ngày bá ba lời 2-3 triệu trong vòng nửa tháng thôi, là chứ đó bá ba để dành tiền rồi. Thì sau đó xong bá ba mới qua Thái đặt hai trái bưởi vô liền. Đặt hai trái bưởi liền, đặt hai trái bưởi vô liền, là về có hai trái bưởi thôi là bắt đầu là sexy liền. Bắt đầu sexy rồi, bắt đầu là người ta nói là tốt thì khoe đúng không, xấu thì mình che. Bây giờ mình già mình che, chứ hồi xưa là khoe lắm.
Hồi xưa là trời chắc một trái rưỡi luôn. Và lúc hồi xưa phải là tức là mình ấy mà một mình về mình đánh tiếp. Và dạ. Lúc đó là mọi người có nhận xét hay là còn góp ý gì cho mình không? Trời có nhiều khách tò mò lại thử nữa chứ. Rồi. Nhưng mà cho con gái thôi nha, cho con gái hay cho trong giới chứ không cho con trai thử. Như vậy tại vì người ta ơi ái mộ mình đó, người ta thích mình đó. Có từ ở Gò Vấp, Bình Thạnh, từ ở Vương Sa người ta tới đến một hai cái bóp cũng không sao hết trơn, cho đụng người ta gờ luôn không sao hết trơn á, tại vì tao tò mò mà. Xong rồi mình bán, lúc đó là mình làm vòng một xong rồi đúng không, thì mình làm bao, mình bán bao nhiêu thành nữa thì mình lại có tiền mình lại sang Thái Lan. Năm sau năm sau mấy bà, mấy bà dư được tức hả 80 triệu. Rồi mấy bà hả xây nhà là sửa nhà là cho ba mẹ nè, còn mua cái này mua cái kia cho ba mẹ, rồi nó chi phí nó cứ là ok. Thật sự là hồi xưa là chỉ bán chơi thôi, không có nghĩ là hói như vậy luôn á. Nếu mà hói như vậy trời, mấy ba bài bên bố chụp mấy ba bán cho lời cho đã rồi. Lúc hồi xưa mình bán bao nhiêu một cái? Cũng là hồi xưa là bán lẻ là 8.000, nhưng mà người ta nói là hai cái hộp đại thành 15.000. Người ta hồi xưa ta trả giá đó, mọi người ta trả giá là hai cái 15.000, nó ụp 15.000 luôn. Một giá duy nhất nha, từ năm 2014 cho đến 2020 giữ một giá 15.000. Hộp gà lên hay là xúc xích pate và bông đồ lên là bé ba còn vẫn không lên. Tết cũng vậy luôn, mấy ba bán Tết luôn nha, giao thừa mùng 1 lễ là mấy ba bán hết, không nghỉ ngày nào. Chỉ có ngày những ngày quan trọng là lễ tiệc tùng đồ á, đám cưới, đám hỏi là tiệc tùng rồi quan nghỉ mới nghỉ thôi. Chứ không mấy ba không nghỉ. Mấy ba xây được cái nhà cho ba mẹ. Không có xây, sửa thôi. Hồi xưa là sửa thôi, hồi xưa. Chứ đừng nói xây, xây là ba mẹ biết ba mẹ buồn. Không có xây. Vẫn một lòng một dạ, không hai lòng đổi dạ nha mọi người. Hồi xưa còn hà như vậy nữa, tại vì hồi xưa khách rất là đông. Hồi xưa rất là đông, như là lại là ai yêu cầu cái gì thì mình biết cái gì mình làm đó. Chứ không phải là hot, là đông quá là mình không có nói chuyện thôi. Nhưng mà có lúc là mệt quá nên là hạn chế nói là một tí. Mệt quá là hạn chế nói chuyện là một tí. Mà là lúc mà cái thời điểm mà đông khách đúng không? Là mình ít nói chuyện với khách cho mình tập trung mình làm quá. Cũng có nói luôn, tại vì lo giỡn là chính chứ không có lo bánh. Hồi xưa là chỉ lo giỡn hớt rồi nhiều rồi, giờ làm 37, 21 làm cho đẻ. Chứ còn bây giờ là nói là nói, nhưng mà vẫn nhập tâm thì có bánh hơn. Cái bánh bây giờ mà nếu mà lơ là một chút là nó khét liền. Cái bánh bây giờ rất là khó. Có gì không? Có chứ, đó như cái bánh đó. Thực sự là nếu như bây giờ mà, đừng nói là nếu như bây giờ mà đông đi, nếu như bây giờ mà khách nó hơi đông một chút á, thì mà dẫn cho khách đợi, mấy ba dẫn chiên bánh từ 3 phút đến 5 phút. Chứ không có chuyện mà làm 37, 21 như người xưa. Thực sự là không để cho mọi người phật lòng của mấy ba nữa đâu. Tại vì mọi người đến từ xa rồi, mà xách cái bánh đi về mà cái bánh rất là dở, rất là ghê, thì thực sự là mấy ba rất là buồn. Nên là bây giờ khách cho dù đợi 2 tiếng đợi được thì mấy ba cảm ơn, đợi không được thì lần sau mua cũng được. Nhưng mà mọi người đến khi cầm được cái bánh của mấy ba và thưởng thức rất là ngon và rất là thơm, rất là béo, chứ không phải như hồi xưa làm 37, 21 trâu ốc bột có gà. Vậy là cũng hơi cảm giác hối hận về cái ngày đó. Thật sự là không có biết, thật sự là đã công bố với mọi người là bé ba làm chơi ăn thiệt. Hồi xưa là chỉ là làm bán một ngày là 50, 70, 100 ngàn thôi đó, là 70, 100 thôi, là bán cho vui thôi. Đến khi khách đông quá thì làm gì cũng có sơ sót. Mọi người nghĩ đi, trời mưa tầm mưa tả gì đó, mưa lớn gì đó mà khách nó bu nườm nượp, làm gì muốn sơ sót. Bất qua phải có lỗi với mọi người thì điều đó là bé ba. Mình bé ba làm. Có ba mẹ, hồi xưa chỉ có ba mẹ thôi, không có bà hai. Hồi xưa bà hai đi hát hội chợ, hồi xưa cũng chưa lấy chồng nữa, hồi xưa không lấy chồng, bởi bây giờ mới lấy chồng mà chồng phụ. Chứ còn bây giờ là hồi xưa là cái ba mẹ thôi, ba quậy bột với ba chiên, mẹ giao bánh rồi xong đó, có ba người đó thôi đó. Đâu biết chiếc được điều gì. Mấy ba đâu biết trước được cái điều đó xảy ra đâu. Nếu mà ba biết trước mà người ta quên mình á, thì bây giờ ba bán mấy cái bột này, không bán bột kia nữa. Hồi xưa bán là 37, 21 vậy cho lẹ nên là mới mất khách. Rồi bắt đầu 2018 mấy ba mới làm bột này, bột bánh bông lan này, thì khách mới lại quay lại bé ba, thì chỉ có mối thôi. Một ngày bán được 50, 70 cái, chậm chậm là bán được 20, 30 cái, mà trung bình là được 40, 50 á. Không nghĩ là đó, không nghĩ, không biết. Thì bà nghĩ là chắc là do luôn là bánh dở. Nhưng mà có nhiều khách là thích, là có nhiều khách là thích cái bột và dai, bột đó dai hơn. Bây giờ là bột xốp, hồi xưa là bột dai, bây giờ là bột xốp. Mà có nhiều khách là thích ăn bột dai hơn.
bột da thì ba đánh nhiều hơn, đó là cái mẹo của ba, ba đánh dài nhiều hơn thì nó dai hơn đó. Nhưng mà cái số đông người ta chọn bột xốp hơn là bột dai, chỉ có một lượng hết là hết bột dai thôi. No no no, cái ba sống nội tâm mà ba sống lương tâm, có ba không bao giờ để lương tâm mình hổ thẹn hết. Đi tới đâu ai cũng nói là bé ba bé bánh gán kìa, thì điều đầu tiên là bé ba mỉm cười trước, sau đó thì bé ba sẽ bắt chuyện hay là hát hò giỡn hớt cho mọi người vui, chứ không nghĩ là đi trên đi ngoài đường là ngơ ngơ cái mặt, không có. Chị em mình lớn hết rồi thì ai cũng có suy nghĩ riêng của họ, nhưng mà riêng ý kiến, riêng của riêng bé ba thôi nha, thì ba ý kiến là không có cần chất lượng, không cần số lượng chứ cần cái chất lượng. Nếu như mà bé ba đông như vậy thì khi mấy ba suy nghĩ thôi nha, mấy ba cần cái chất lượng hơn. Mấy ba không cần cái số đông nhiều, tại vì nếu như mà thì mấy ba hiểu được cái cảm giác là hồi xưa mà người ta đến đông quá mà người ta xách cái bánh đi về á, nó người ta bỏ tiền á, mà đâu phải là mình người ta lấy không đâu, mà người ta cầm cái bánh ăn không có ngon, người ta cắn một hai cái người ta bỏ, là mình sẽ mất cái khách đó. Và tiếng xấu đồn xa mà đúng không mọi người, thì tất nhiên là sẽ mất khách liền, mình được cái khúc đó thôi. Mà vì mấy ba nghĩ thôi nha, còn bà Thu Phương hay là bà Cát Thi nghĩ sao thì bé ba không hiểu, nhưng mà riêng bé ba thì bé ba nghĩ như vậy. Bé ba chọn cái chất lượng hơn chứ ba không, nếu mà bây giờ bé ba không chọn số lượng nữa. Nhưng mà bây giờ khách 100 khách mà bé ba chiên 10 cái thôi, còn 90 khách lại đó bé ba hẹn lại vẫn hát hò hay là giỡn hớt cho mọi người vui, còn mọi người về với một niềm vui, chứ không phải là mọi người đến từ xa quá, mọi người không có cầm cái bánh được đi về, mà cầm cái bánh đi về là bánh nó không có ngon, bánh khác là bánh không có độ ngọt, không có độ béo, thì người ta cứ là tuyệt vọng mà người ta sẽ không quay lại nữa. Nhưng mà riêng bé ba thì bé ba chiên 10 cái còn 90 khách đó thì bé ba sẽ dọn hết cho mọi người về rất là vui vẻ, người ta sẽ nhớ đến mình, người ta thương mình, người ta sẽ quay lại. Đó là cái suy nghĩ riêng của bé ba nha. Còn bà Phương với bà Thi thì bé ba nghĩ sao bé ba không biết. Khi bây giờ mà coi những cái video mà cái cảnh xếp hàng chờ ở bên bánh tráng chồng cá Thi á, là nhiều khuya phải không? Bé ba có thể nhớ lại cái thời ngày xưa của mình nó cũng sao đâu, nó ba không nói nó chỉ với bà cả không có nghe. Ba đã xem những video của các thi chưa? Cái rồi có ủng hộ mà dạ rồi luôn. Thì qua những video đó hay là đó thì bé ba lại còn nhớ lại đến cái thời mình hồi xưa hay không? Hồi xưa là có ba quản lý, cái sao nó về là có ba quản lý đã đi đó, đó rồi ông nó mất tiêu rồi. Hồi xưa có ba quản lý nên là ba kiểm được cái là ai đến trước ai đến sau. Nhưng mà hồi xưa ba không có kinh nghiệm nhiều, khách mà đến đông á thì ai đến trước thì ba đưa trước, rồi ai nó đến sau đến mua đưa sau. Còn nếu như mà có bị trục trặc trong mà ship hàng á thì ba vẫn ưu tiên cho người đó luôn, và ba sẽ xin lỗi cái khách sau, đơn giản vậy thôi. Chứ còn bây giờ là ba không có biết sao, hồi xưa là không biết ship hàng đó. Mấy đứa em bán kẹo kéo á, nó lại nó ủng hộ ba cũng ghiền bánh. Cũng tắt nghe. Đang làm YouTube đây, đang qua YouTube. Rồi chị cho em hỏi tiếp là qua những đoạn video của chị Cát Thi á, thì mình thấy tức là mình đã từng nói chuyện với chị Cát Thi chưa? Cũng có một hai lần, tại hồi xưa không biết chị Thi có nhớ không, giờ không biết chị có nhớ. Hồi xưa bé ba có một lần nhờ chị Hy dẫn đi cái cánh mũi, nhưng mà lúc đó chị Hy đi hát hội chợ sao quá, chị Hy không có dẫn đi được, là cái đó có là niềm nhớ bé ba nhớ thôi nha. Còn chị Hy nhớ hay không là bé ba không biết. Rồi cũng có gặp mặt một hai lần, tại vì ở quận 4, quận 7 gần nhau, qua cái cầu là tới bà Hy rồi đúng không, thì cũng gặp hoài chưa. Cũng nói chuyện sơ sơ hồi xưa thôi, cái năm 2017-2018 á. Chỉ vui hài mà, thì những người chuyển giới mà ai cũng có khùng riêng của họ hết trơn, ghi bé ba cũng vậy, bé hai cũng vậy, ai cũng muốn hết khùng riêng hết trơn á. Nhưng chị chỉ hài mà. Vậy bây giờ nếu mình mà có lời chia sẻ cho chị Cát Thi khi đang nổi tiếng như vậy thì mình có góp ý gì cho chị Cát Thi không? Tại vì mình là cũng là người nên nói chung là góp ý gì bà Thi thì cho bà Thi bả sức khỏe đi. Cái gì tiền thì ai cũng ham hết trơn á, nhưng mà sức khỏe là trên hết. Rồi nói như mà mình nhập tâm vô làm quá thì làm ngày làm đêm mà sức khỏe là trên hết. Nói chung là khi bà Thi phải giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Đó là niềm chia sẻ của bé ba với bà. Bản thân bé ba thì sao bây giờ? Nhìn thấy một số người
bé ba chỉ mong là bán cho đủ ăn đủ mặc thôi, chứ không phải là thực sự là nếu mà khách đông thì ai mà không ham, buôn bán mà cũng không ham, đúng không? Nhưng mà thời của ai nấy bắt thôi, đúng không? Thời của ai nấy chụp chứ làm sao mà mong muốn được như hồi xưa nữa. Các thi á, chị cho nên tiêu tấm toán này chị sẽ lấy 20 triệu luôn. Buôn bảy á em.